ai à, cái ăn cái đôi đâu mà thôi, có chuyện nó dính dính vào mày này chứ nó không có mắc đâu, ông đừng có lo. Tớm chuyện rồi con ơi, tớm chuyện rồi con ơi. Đâu rồi con, tớm chuyện rồi, tớm chuyện rồi. Ủa cái gì mà tụi con hốt hoảng như vậy? Ủa anh đi xe đạp điện mà chứ đâu phải đi bộ đâu mà anh thở như con cờ hó vậy? Em không biết gì trời, anh chạy xe đạp điện à? Anh quẹo lại mà hai em tài họ à? Đúng rồi. Không quên nữa vậy tụi con. Con cho cô cổ này nè. Gì vậy? Nè nè, cô cổ đây nè. Không. Thằng cô. Đâu cô gặp anh. Cô ơi, cô hãy làm thử thách 24 giờ ăn đồ trên cây đi cô. Đồ ăn trên cây quá trời, mình biết ăn cái gì đây cô? Thì đó, bao giờ anh mới nói là tới công chuyện mà. Rồi, mình tính sao cô? Con nghĩ chắc thực hiện không được thử thách này quá mấy đứa ơi. Tại vì mình ăn cái cây nguyên ngày nó sẽ sót ruột, không có tinh bột á. Đúng rồi. Nghĩ sao mà 24 giờ ăn cái cây bảo đảm nó sót ruột lắm luôn á, mình chịu không nổi đâu. Đúng rồi, chắc thử thách này mình không làm được đâu á Mạnh. Đúng rồi á. Không có làm được đâu các bạn ơi. Hello các bạn. Để đáp ứng yêu cầu của các bạn thì hôm nay team mình sẽ tiến hành thử thách là ăn tất cả những trái trên cây nha các bạn. Nãy giờ con quan sát trong khu vườn này không có trái cây gì mà để ăn, vậy sao mà mình thử hết được cô? Trời ơi, cái cây này nhiều trái cây quá trời luôn mà mấy anh nó không có trái cây. Đúng rồi đó, ở đây có nhiều trái cây lắm này mà. Ủa trái này là trái chanh mà, ăn vô là sót ruột đó. Thôi bây giờ mình để lều xuống dựng lều rồi mình đi kiếm trái cây gì ăn đi mấy đứa ơi. Dạ. Mới đó bụng mà mình quất chanh vô chịu gì nổi. Nghe thử thách 24 giờ khá là lâu nên mình có đem rất là nhiều nước luôn. Wow. Với lại hổ muối hôm bữa mình làm cho Trang với Vinh nè các bạn, mình đem theo ăn luôn. Ở cái muối này muối truyền thuyết á hả? Đây là muối tôm con ơi. Ủa con không đem lương thực gì hả con? Lương thực mình là hổ muối tôm nè con. Tại vì nay mình thử thách 24 giờ ăn đồ trên cây. Mà ăn đồ trên cây là có gì có trái cây thôi nên mình sử dụng trái cây chấm với muối. Cô ơi bây giờ chịu tối mình dựng lều cái là gió hổ bay á. Bây giờ mình đi lấy kiếm trái cây đi. Ừ mà anh nói đúng rồi đó. Thôi bây giờ mình đem nước với lại muối với đem cái dao theo thôi mới đó. Dạ. Đi thôi anh em. Ủa có ông kìa. Mẹ ơi, cho con hỏi cái này hồi nãy á, mẹ nói là đồ ăn trên cây vậy hả ông? Có tính không mẹ? Tất nhiên là có rồi con, nó trên cây mà. Đâu, để anh coi coi. Ổ ong này cũng bự nè. Anh sống năm nay cũng 7-7-49 ngày rồi. Theo như anh suy đoán là ổ ong này chưa có mật đâu. Anh Minh coi vậy chứ chảy rồi với ta. Anh Minh biết hết luôn. Chứ sao anh cái gì mà không biết em. Rồi thôi đi tìm trái cây đi mấy đứa ơi. À, có trái cây rồi. Sao nó nhỏ vậy? Thôi em đừng cắn nha. Cái trái dừa này rất là non èo, với lại em cắn là gãy răng á. Tụi con đi cắn thử đi. Cô thấy cái mấy cái dừa có trái lớn kìa. Dạ. Cuối cùng mình cũng tìm được trái cây rồi. Ủa trái gì mà anh mừng với vậy anh Minh? Trái này là trái hành trà đó em. Trời, trái hành trà hả? Lấy ra cho muối liền, ngon lắm á. Cô lấy không muối đây cô. Trời, để con cúc nữa nè. Cho em miếng chơi. Cho em miếng với anh Minh. Thôi, anh lộn xong nè. Nghe miếng chơi. Để anh bỏ này xuống. Trời ơi, thơm quá em. Ôi, hành trà hả? Chứ nữa. Ủa trời ơi, sao xịt nước. Thôi, em để trái sau đi, để anh ăn trái này trước cho. Đưa hai trái đi, nhiều quá tụi con. Còn quá trời luôn kìa. Còn quá trời luôn kìa. À hứa. Đâu vậy mà đây. Đi mấy. Để ăn làm cho. Cho bà chua chứ ạ. Ủa cho mà. Từ từ để em nhìn kỹ lại. Ủa trái này là trái tắc mà. Vậy là mình vụ rồi. Tắc chết. Trời hình quá. Mình chưa ăn luôn á anh em. Hình quá anh em ơi. Cái nữa mình bị vụ rồi. Cái nữa mình bị vụ rồi. Cốc mẹ. Rồi, cốc đủ rồi. Cái này mới là thời tới nè anh Minh, cốc quá trời luôn. Ủa trời, anh sẽ ăn cái bụng này. Mặt các bạn nè đó. Rồi, cái muối tôm này có tác dụng rồi đó. Con chấm với. Rồi, chấm với cô ơi. Nè, cầm luôn đi. Trời, cái miệng con không cần chảy nước miếng rồi. Rồi, lấy lá nữa đi, cô lấy cho muối nha, ăn cho dễ. Chấm từ từ thôi. Mở bạn nha. Cái này muối tôm ăn ngon quá. Đúng rồi. Trời anh em đúng nha. Trời cái này là chấm với muối tôm là hết sảy con bà tám luôn nha các bạn. Mở bạn nha. Ngon quá à. Thấy tụi con đứa nào cũng ăn cái bự hết. Cô sẽ ăn cái nhỏ này thử coi như thế nào nha. Ngon quá. Trời sao cô ăn cái nhỏ kì vậy? Vậy mi đọc con. Cắn thương miếng. Chấm vô. Cho nó dính muối vô. Ngon không? Ngon. Thôi để mình ăn thử cái cốc no coi như thế nào nha các bạn. Rồi chấm vô. Nó chua. Nó chua bà nội ơi. Sao đây ok mà em ăn hả? Cô ăn trái cô đâu dám ăn nữa. Cô ngồi luôn đó. Giận ăn nóc bự thôi. Từ từ để ăn miếng thử cô thôi. Cô tính nói con nhưng mà để con thưởng thức. Chua mà ngon. Sao anh Minh? Ngon. Quá ngon.
Mình ghiền rồi. Mình ghiền. Mình ghiền nặng quá. Đúng rồi. Đúng rồi. Chua nhưng mà nó ngon. Mình có thể các bạn không? Cốc mà chấm miếng mút tôm thì trả còn nó chi với học trò các bạn. Ngon quá. Ê, cái gì mà thầy trả trò trả với Mạnh? Từ chấm cái. Cốc mà gọt ra chấm với muối sẽ ngon hơn á. Đúng rồi. Ngon vậy ha. Ăn nó vậy. Tại cái vỏ này nó già, nó hơi cứng đó con. Ăn nó cũng chua. Em coi này nè, mà anh coi nè. Tôi đang làm gì nè? Em mới học khoa học, cô chỉ cái này là anh đang tạo học tử đó. Theo như anh học sinh học á thì cái này nó đang giao phối đó. Nhìn Minh vậy thôi nhưng mà Minh hiểu biết rất là rộng nha các bạn. Chứ sao tôi mà. Thôi bây giờ mình thử thách tiếp đi mấy đứa ơi. Dạ, đi thôi. Đi, tìm cái cây nào ngọt ngọt đi chứ này chua rồi. Ủa quá trời bự luôn nè má anh. Ủa quá trời bự luôn. Bự kìa. Đâu để mẹ coi. Qua bữa này còn sống con ơi. Mẹ thấy trên kia có vài cái mùi chín đang lắc lên đã ăn nha. Dạ. Mẹ thấy quà dừa bên kia dạ rồi kìa, hay mình uống dừa trước đi. Wow, quá trời dừa luôn. Mình tận dụng uống nước dừa xong rồi ăn cái luôn nha tụi con. Dạ. Cho nó no. Rồi. Ai uống trước nha? Để con. Đây. Con đi. Cái mày gì vậy? Cho con đi. Rồi, chén hai. Cô cho con chén dừa đó, cô khát nước quá, trời khát nước rồi. Ủa sao nãy ông không uống nước kìa vậy? Hàng gì khát nước phải rồi. Cái nước này không phải nước tôi yêu thích đó là nước dừa. Vậy nè. Rồi tụi con tận dụng cái để ăn cho nó luôn nha. Được rồi. Anh ơi, bị ngộ độc hả? Ham uống quá sặc rồi em ơi. Rồi vậy nói cũng từ từ nha con ơi. Ta không có răng còn ráng cặp dừa nữa nè, nước nè. Công nhận vừa mới lai uống ngọt thiệt các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ chẻ cái ra ăn luôn. Tới con việc tới. Em cũng mờ quá. Mày gì tại? Cái gì vậy? Mờ quá, em cũng mờ nè. Đúng rồi đó mẹ, theo giờ mình nghỉ đây đi mẹ. Ờ chứ mẹ cũng no, nãy giờ mẹ đứng lên còn không nổi. Đúng rồi. Đúng lắm. Ngồi nghỉ chút đi tụi con ơi. Con với Minh ngồi nãy giờ uống 30 trái luôn. Còn Minh no chưa mà còn cầm nạp cái dừa vậy? Con ơi. Rồi ngồi nạp ăn tiếp đi. Nãy anh thấy em tài không? Quất hầm một lần hai trái dừa luôn cô. Hèn chi đi ông nổi té luôn phải rồi. 3 hours later. Sáng giờ ăn cốc rồi tùm lưng lá, giờ sốt ruột thấy không nổi luôn. Mạnh, sốt ruột quá vậy kiếm gì ăn Mạnh ơi. Tụi con lại không vậy? Trời ơi chiều rồi cô ơi, đói bụng quá. Hồi trưa mình uống dừa mình no mà giờ ngủ nhờ, hết no luôn rồi. Tại vậy bà ơi. Anh kêu vậy xin ta phá không? Trời ơi anh làm biện pháp này anh mới kêu vậy được, thôi vậy đi. Em đói bụng quá anh Minh ơi. Anh có biện pháp này, thôi bây giờ mình ăn dừa đi. Cái gì? Ăn dừa hoài vậy, hết bụng rồi ăn. Em cứ yên tâm, anh có biện pháp rồi nè. Đó. Bây giờ mình không uống dừa này nữa, giờ mình sẽ ăn lên cái trái này nè. Ôi, nhưng mà anh, trái này ăn được không Minh? Khùng lắm anh. Cái này sao mà ăn được? Cái này nó nhỏ xíu à. Ăn không nổi, ăn cũng không được nè. À, thì ra là như vậy. Để này đi. À, cỡ trái này là ăn được đúng không? Đúng rồi, mình ăn cái màu của nó. Ăn cái màu của nó là gì ta? Trời, ông cứ bẻ đi, ông hơi nhiều quá. Đó. Rồi, bước đầu tiên. Cạp nông. Ủa, ông làm cái gì vậy Minh? Cạp tôi vỗ ra, trời mới ăn chứ không nổi. À, ok, giờ tôi xe làm theo từng bước của ông vậy luôn. Được, yên cứ yên tâm, cái răng mình nó lại dính vô đây chứ nó không có rớt đâu. Tao lấy mày. Không, cái răng nó chắc quá mình ơi. Con không thể nào mà cạp thức như con được. Mày ơi. Cạp thức luôn. Cái này không có kỹ thuật gì hết. Em cắt xét quá. Đúng rồi. Ây da. Cái răng cứ đôi đâu mà. Thôi, có chuyện nó dính vô đây nè chứ nó không có mắc đâu, ông đừng có lo. Anh Minh bày ra cái món này em thấy hơi bị lạ rồi. Để em thử coi. Cứng quá. Thôi cứng quá mình giờ mình lấy dao gọt cho chắc đi. Trời ơi, hồi nãy ông không nói tôi làm tôi tổn hại biết bao nhiêu cái răng không? Trời ơi, tôi quên thôi ông ơi. Chứ tôi nãy giờ cắn muốn xuất cái răng ra đó. Đó, ra nè. Sao hết nước luôn. Từ để tôi uống, heo có lỗ nè, uống chi sao. Nước nước sao Minh? Nó có ngọt không? Ngọt con khỉ, ngọt vừa no mà kêu ngọt nổi. Lại quá. Ê Lợn ơi. Để uống đi. Uống được rồi, trời đất ơi. Đừng mẹ. Nó chảy á. Bánh ra nó bị nước hết á. Rồi. Đúng rồi. Hết. Ngon.
ngon á, ngon á. Chua. Trời ơi. Dạ. Đang nhát mà chua chua nè. Uống nước này mới bổ nè. Đúng rồi, đúng rồi. Phải bổ mà mát đó con. Tiếp theo phần này mới quan trọng nè. Tại đứa anh không muốn tại. Trời đất ơi, anh kia đưa em anh không muốn lại em phải chút ra cho anh chấm chứ. Rồi, đó, bên trong cái dừa non nó không có gì nè các bạn thấy không? Đó, không có gì mới ăn chứ. Có gì ăn làm gì? Trời ơi, mình nói gì vòng 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 con khó hiểu à, rốt cuộc con ăn cái gì? Đó, cái phần trên này là non lắm nha. Ăn là lắm. Đưa anh không muốn cây. Rồi nè. Rồi em miếng ơi. Từ để anh ăn anh hưởng thức cây. Đó, chấm. Thơm quá. Không sao không anh? Nghe miếng đây. Không sao. Ngon hay ông nội luôn á em. Nào con cũng thích cho mình. Nào con. Nào. Ừ. Khỏi cô, khỏi đút bé cô bé ha, tự ăn. Nè. Ừ. Ngon quá. Ủa anh chú này ừ. Mà ngọt dữ hả? Nó giòn giòn ha. Mà nó hơi cảm giác hơi chát chát thôi con ơi. Ừ. Cái màu á hơi chát chát. Thử nha anh em. Mời anh em luôn nha. Ừ. Ừ. Nó chát, ơ chát luôn mà nó đắng nữa. Ông nhai cũng sao á, ông nhai cũng sao nó mới hết. Em miếng đi mà anh. Nhưng mà được cái là nó có độ giòn giống như là mình đang ăn tổ hủ dừa đó. Công nhận cái món của ông á, ăn thì cũng được á. Nhưng mà nó hơi chát, chắc là cỡ mấy ngày tôi mới đi ấy được á. Thôi bây giờ mình lại kiếm bữa ngọt ăn đi tụi con ơi. Chứ chát quá chịu nổi rồi. Dạ. Cái bữa này á, cô thấy khá là nhiều trái á. Nhưng mà nó còn non ăn không được. Để lại mấy cây kia con nó có chín không? Trời ơi, cái này con thấy nó nở cái cây này có chín không cô? Chắc chín rồi đó con, hái đi. Qua cô thấy cái trái trong này nó cũng chín rồi nè. Trời ơi, ông nhảy biết chừng nào ông ơi. Để cô nè. Ông làm đi. Ok ok. Rồi. Cái nào ông nói cái nào? Cái này nè. Cái này đúng không? Ừ. Đó. Wow. Ghê hả? Thằng cao có khác ông ơi. Thôi ghê chưa? Buổi chiều thì mình sẽ gọt cốc với lại ăn bữa nha các bạn. Nãy giờ uống dừa no quá no rồi. Bây giờ cô sẽ gọt cốc nhiều thật là nhiều rồi mình làm cốc lắc ăn một lần cho nó đã nha. Dạ. Giờ mấy em có biết nhạc bích bóc là gì không? Không. Rồi để anh làm cho em xem nè. Vô. Vô nha. Mấy em lắng nghe nha. Vô. Trời ơi đứa bé anh làm gì giống mấy thằng lớn vậy Minh? Anh đang bích bóc mà em có để yên cho anh làm tiếp. Đừng có làm nữa chặt được đi. Nãy là anh chỉ dẫn chơi thôi, giờ mới hiện nè. Nghe nha. Ok. Ok à, vô. Ăn xong tới Vinh nha. Ok. Vô. Ủa hay dữ vậy? Hay dữ mệt. Quá dữ. Vô. Ai? Lâm. Ủa tới Vinh đi, tới Vinh đi, tới Vinh đi. Vô. Vô là lại. Vô. Bây giờ cô sẽ rắc muối tôm lên rồi mình bắt đầu lắc nha. Nè, nhiều lên cô. Này có tôm rồi cũng đỡ đói nha. Nhiều lên. Đường này nè, lên nhiều lên phải không? Rồi ok, rồi, lắc đi. Ôi, đi, đi. Con là chuyên gia lắc xí ngầu mà cô. Ơi, con lắc coi chừng khéo nó lắc ra ngoài. Ê, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Lắm mà con ơi. Đó. Rồi. Cái lẹo mèo mà con. Tao lấy mày. Trời ơi, đúng là thánh thiệt đó. Mình, lắm mình ơi. Ok. Nè. Mình sẽ tận dụng móc này vô nè. Trời tao nói nó sạch dữ lắm nha anh em. Có mũi tên đem heo chấm một cái không? Tao nói cũng xong tầm tạm qua 24 giờ các bạn. Hết 24 giờ ăn trái cây thì mình thấy cũng ổn nha các bạn. Em thấy không ổn á, tại vì em hơi khớp ruột rồi đó. Rồi tụi con bữa đi nha. Ủa? Cái đám cốc lắc hết rồi. Thôi vậy, bữa tiếp đi. Bữa ngọt lắm á. Trời trời trời. Cái bữa này căng mọng nó ngon dữ luôn. Để ăn thử coi. Cái này trái cây ngọt có lý nữa tụi con. Ngon á. Đúng không? Ừ. Ủa, mày đi hả mũi? Dạ, mũi dữ lắm tụi con. Thôi giờ mình chia nhau văn liệu lên đi. Dạ. Cả ngày nay thì team mình thử thách ăn trái cây không thì khá là sót ruột. Nhưng mà nhờ mình chấm muối tôm nó có vị tôm nó cũng đỡ sót ruột nha các bạn. Thì bây giờ mình ngủ tới sáng là đủ thử thách 24 giờ. Ăn đồ ăn trên cây thì các bạn nhớ ủng hộ team mình cho một like đăng ký kênh nha. Bye bye các bạn. Thì mình cũng đã thử thách theo yêu cầu các bạn rồi nha các bạn. Ừ, thì cái thử thách này theo như ý kiến riêng của mình thì nó quá là dễ. Đúng rồi. Mình khuyên các bạn hãy đem cái thử thách nào mà nó hơi khó khó hơn đi. Dễ cái đầu anh. Em chắc cũng chết cả ngày đi ngoài đồng còn ngứa nữa. Trời ơi, đó là em ít ra ngoài ruộng á. Em mà ra ngoài ruộng nhiều quá là em sẽ quen thôi. Đúng. Thôi bây giờ mình ngủ đi. Trời ơi, đói sốt ruột quá. Vậy thôi nó dễ. Thì cứ ngủ đi. Đúng rồi. Ngủ. Bye bye.